phân minh cho anh tỏ tường. Anh cứ nhủ rằng em không thương, em đó lớn thì rất cằn kề, chính thương anh nên em bàn với mẹ phải ngăn anh không đi chuyến ngược lương. Dần thì dần mà thương thì thương, dần thì dần mà thương thì thương. Anh sai đường thì em không chịu nổi, anh yêu ơi xin đừng có dần vội, mà trước tiên anh phải tự cứ nhủ rằng em không thương, em đó lớn thì rất cằn kề, chính thương anh nên em bàn với mẹ phải ngăn anh không đi chuyến ngược lương. Dần thì dần mà thương thì thương, dần thì dần mà thương thì tự tranh ngỡ mình. Dần nhau thì chẳng nói năng chi, dần thì cứ dần mà thương thì em lại cứ cấm em đi cửa trường thì em lại vòng ra cửa sau. Em yêu anh cha mẹ đánh trăm roi, chứ xong rồi em đừng dậy, mà em quyết tâm tự